Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Hai ngày 19 tháng 8 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, trong những ngày qua có rất nhiều xôn xao về những vị ma tăng và liên quan đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì trong mùa Vu Lan báo hiếu, Ngài Thích Trí Quảng, Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có một bài thuyết giảng trước rất nhiều tăng ni để nói lên những xáo trộn đó. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải làm gì? Ngài Thích Trí Quảng, Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói rằng đây là cơ hội để cho những người chân tu chấn chỉnh lại. Ngài Pháp chủ Thích Trí Quảng có nói, khi xưa Đức Phật còn sinh tiền, Đức Phật mong muốn có những người tới để chỉ cho mình những sai phạm rồi chỉnh sửa. Bây giờ có những người tới chỉ cho mình thì đây là một điều may mắn để cho mình chỉnh sửa, mình tu tâm. Còn những ai không chịu chỉnh sửa tu tâm mà còn tham sân si gì đó thì đó chính là những người lụy vào việc đó, Ngài gọi là ma, và Ngài kết luận là ma tăng. Chính Ngài Pháp chủ kết luận như vậy. Phát biểu của một vị chân tu, Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất khác với những ma tăng, như là phát biểu của ma tăng Huệ Thuận mà tôi sẽ trình bày phần sau đó. Vậy quý khán thính giả cùng tôi nghe Ngài Pháp chủ Thích Trí Quảng nói như thế nào sau những vụ ồn ào như thế nha. Đây là bài nói chuyện của Ngài Pháp chủ. Nhiều chúng ta bị ảnh hưởng, nhưng mà những cái biến động đó, chúng ta phải làm sao mà thực hiện được cái tinh thần của Đức Phật. Đây là cái cơ hội thử thách để chúng ta tu hành. Đây là cơ hội thử thách để tu hành. Khi mà chúng ta nghe ở bên ngoài đó, họ có nói cái gì mà không tốt đó, về đạo Phật, về những người tu hành đó, thì tất cả mọi người chúng ta đã tự kiểm chứng lại mình. Đây là cơ hội để tự kiểm chứng. Mình sám hối, mình sửa đổi. Tại vì ở trong đạo Đức Phật dạy mình là không ai nói lỗi của mình á. Mình cũng phải tìm tới mọi người để hỏi coi ai có thấy lỗi của tôi không? Làm ơn chỉ giùm tôi đi, để mà tôi sám hối. Mà có sám hối thì mới thanh tịnh được. Hôm nay mình chưa có kêu người ta chỉ cho mình á, nhưng mà họ đã chỉ cho mình rồi. Thì đây mình coi đó là những người thiện tri thức của mình á, những người giúp đỡ cho mình á, chứ còn không phải buồn phiền. Nếu tăng ni mà còn buồn phiền á, thì cái trường hợp này á, chúng ta chưa tu. Ở ngoài người ta nói thì mình lắng nghe, rồi nghe cái nào mình sửa được thì mình sửa. Rồi nó có những thầy, những cô mà nghe người ta nói đó, thế là mình bực tức. Mình bực tức, mình khó chịu. Mà mình bực tức lên á, thì cái này là gì? Bực tức tức là sân hận. Sân hận cái này đó là phiền não rồi. Cho nên mình còn phiền não đó, thì ta gọi mình là ma tăng đó. Mà khi người ta gọi mình là phiền não tăng, ta gọi mình là ma tăng, ta gọi mình là nghiệp chướng tăng đó, thì quý vị thấy khổ không? Cho nên họ nói sai mình, thì quý vị thấy trong lòng cũng không thấy buồn nữa. Mình thấy thanh thản, mà mình thấy đây là một cái cơ hội tốt cho mình đây. Cơ hội tốt cho mình để mình tu. Cho nên trên bước đường tu đó, mà không gặp khó khăn thì mình không chứng tỏ được mình là người tu thực. Có tu thì phải có ma nó khảo. Đầu tiên là nội ma nó khảo mình, cho nên mình phát hiện ra mình diệt nó. Mình diệt cái nội ma trước. Cái nội ma là cái ngũ ấm ma của mình, cái này quan trọng nhất. Cái này ở trong con người mình, ở trong tâm của mình, cái này phải bỏ trước. Cái nội ma đó, gọi đó là ngũ ấm ma. Mà từ cái ngũ âm ma này đó mới sanh ra cái phiền não ma. Hai cái loại ma này đó là
trên bước đường tu nó phải dẹp nó trước. Ma bên ngoài khảo, nhưng mà ma bên trong nó mình khắc phục rồi đó, thì ma bên ngoài khảo có không thua gì đâu. Cái họ nói mà mình không có thì không sợ, còn nhờ có họ nói đó mà mình kiểm tra mình thấy mình còn, thì cái này thôi mình lo mình sửa mình tu. Nếu mà còn giữ cái phiền não trong lòng, còn ham muốn ăn mặc, còn ham muốn chỗ ở, còn ham muốn là, tức là ma, ma tâm. Đó là bài thuyết pháp của Ngài Thích Trí Quảng, Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng là một bậc chân tu. Trong khi đó thì có một người đã qua bên Mỹ, mà trước đây tôi có nói chuyện, tôi rất là ngưỡng mộ Ngài Thích Huệ Thuận nha. Thì cách nói chuyện của Thích Huệ Thuận rất là sân si. Nhưng đầu tiên có những người hỏi tôi, Thích Huệ Thuận có can đảm nhận nơi mình tu tập hay không và cho có số điện thoại gì hay không? Thì phải nói, sư Thích Huệ Thuận can đảm trong chuyện này. Đây là chính miệng của sư Thích Huệ Thuận cho biết mình đang tu tập ở đâu. Ở chùa Dược Sư, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, nước Mỹ. Ông nói rằng ông sẽ trở về Việt Nam trong khoảng chừng 1-2 tháng gì đó. Ông đi đi lại lại. Đây là lời tuyên bố của sư Huệ Thuận nha. Còn là vị nào mà muốn biết thì Huệ Thuận cũng cho biết luôn. Đó là thành phố, Huệ Thuận đang ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Và chùa là chùa Dược Sư. Đó là lời tuyên bố của sư Huệ Thuận về vấn đề nơi ở. Còn về việc mà trước đây tôi có làm một clip ngưỡng mộ đó, thì tôi mổ băng lời thuyết pháp của sư Huệ Thuận, thì điều đó đó, chính sư Huệ Thuận xác nhận lời nói đó là lời của sư Huệ Thuận, không có sai. Nên tôi mổ băng, tôi đã cho thấy kiến thức học Phật của sư Huệ Thuận không đến đâu hết, và đã bày tỏ sự tham sân si tới mức độ nào. Đây là lời nói của sư Huệ Thuận về vấn đề băng vừa rồi trên video clip đó là đúng nha. Còn cái này các bạn cắt đúng, của Huệ Thuận chấp nhận là Huệ Thuận có nói như vậy. Nên là các bạn đúng cắt đúng chứ không phải là cắt ghép. Đó, nên thoải mái. Đó là trên video clip mà sư Huệ Thuận đã thú nhận là chính mình nói đó không có sai, nói rất là tầm bậy. Nhưng bây giờ sư Huệ Thuận vẫn tiếp tục tấn công vào sư Minh Tuệ và cho rằng sư Minh Tuệ có một mưu đồ nào đó, và sư Huệ Thuận lột trần sư Minh Tuệ. Sư Huệ Thuận nói rằng là lột trần là vì sao? Là vì sư Minh Tuệ bị sét đánh. Trong ba hồn bảy vía, khi mà bị sét đánh thì để lại mất một hoặc hai vía, nên con người trở thành hoang tưởng. Đó là câu nói của sư Huệ Thuận. Con người trở thành hoang tưởng. Và vì hoang tưởng như vậy nên tự tu như vậy là đi theo con đường ma giới, đi cái gì đó trật lất cả. Chỉ vì sét đánh mà trở thành hoang tưởng. Điều này tôi rất ngạc nhiên về kiến thức căn bản của ông Huệ Thuận. Ở trên thế giới, mỗi một năm như vậy, người ta ước tính là khoảng chừng không biết bao nhiêu chục ngàn người bị sét đánh nhé. Mà sét đánh thì theo khoa học, đó là sức hút của khí điện vào trong người. Người đàn ông thì bị sét đánh gấp 7 lần người phụ nữ. Và rất nhiều người bị sét đánh 90% là còn sống sót. Khi còn sống sót như vậy thì nhiều người trở thành giỏi giang lắm. Rất nhiều người nổi tiếng đã bị sét đánh. Có người bị sét đánh không những 7 lần mà 11 lần vẫn còn sống. Thế những người đó có mất mấy vía để lại trở thành hoang tưởng hay không?
Nên chỉ vì có một sét đánh thôi, sét đánh sư Minh Tuệ, thì cho rằng đó là một con người đã để lại mấy vía rồi ở nơi mình bị sét đánh nên bây giờ hoang tưởng. Con người này giảng thuyết chả hiểu mình nói cái gì nữa cơ. Không biết về khoa học, cũng không mở ngoặc đóng ngoặc Google dùm đi. Trên thế giới có bao nhiêu người bị sét đánh hàng năm? Và như vậy bao nhiêu người sống sót sau khi mà bị sét đánh? Tối thiểu 80-90% còn sống. Không phải sét đánh một lần mà nhiều lần. Ông này tới cái mức mà tấn công một cách vu vơ như vậy. Đó là Huệ Thuận ở chùa Dược Sư Atlanta. Rồi nói còn có thể là bỏ đi tu là vì do đó là thất tình. Kể câu chuyện là ở cấp 3 có yêu cô nào đó, yêu một chiều vân vân, nhưng mà không được đáp ứng nên mới như thế. Vì cô ấy chê là nghèo khổ đủ thứ hết. Rồi ông nói là chứ ông nghe ông có biết, đây là ai đó nói thì có thể những người thân cận mới biết. Vâng, ông không biết thì ông đừng có với tư cách là một nhà sư mà lên trên video thuyết giảng kiểu như đó. Đây là video mà ông Huệ Thuận nói về sư Minh Tuệ bị thất tình, bị chê bai cho nên là mới đi tu mà không biết chắc. Đó là cái vấn đề là lên tu thì cô sư Huệ Thuận cũng chưa nhận được. Các bạn đã gửi lại cho Huệ Thuận trong các tin nhắn. Đó là lên tu có ngồi việc trời đánh đó. Có bị té xe, có bị té giếng, có bị té sông, hoặc là có bị hoảng loạn rồi một cái vấn đề gì nữa không? Thì Huệ Thuận chưa thấy ai trả lời cho Huệ Thuận. Huệ Thuận đi tìm những cái tư liệu từ các thính giả của mình, cũng như những người mà yêu quý mến mình trên mạng xã hội. Thì các vị này luôn cập nhật và tất cả đi có tư liệu gì đều gửi cho Huệ Thuận, để Huệ Thuận có là tư liệu. Thì hôm giờ thì tối hôm qua tới giờ chưa thấy ai gửi tư liệu gì cho Huệ Thuận, thì chắc chắn là chắc không có. Nếu mà quen biết được bạn có Lê Anh Tú thích Minh Tệ nơi nữa thì có thể tìm ra những cái tư liệu hay hơn nữa. Có thể là lúc mà yêu đó thì có thể là bị buồn là về vấn đề mà cô người yêu của hành giả Minh Tệ để lấy chồng đó. Người bạn Minh Tệ nói rất rõ ràng, đó là Lê Anh Tú là học cái trung cấp đó, thì có yêu một người bạn nữ, và người bạn nữ này chơi Lê Anh Tú cái kiểu y như là trên Lê Anh Tú là lương á, là đôi ba cọc đôi ba đồng nghèo, và người phụ nữ này đi lấy chồng đó. Người nữ đi lấy chồng, người nữ này đi lấy chồng mất tiêu. Nên chính điều đó anh giảm Minh Tuệ có thể là đây là một trong những nguyên nhân, mà có thể là nguyên nhân này sự mà anh có vượt qua cái nỗi khổ mà người cái cô bạn mình mà mình yêu một chiều đi lấy chồng, thì như vậy anh có bị cái sự mà có bị rơi vào cái mắc ví hay không, rơi vào cái hoảng loạn hay không, thì chỉ có những người bạn cổ hoặc là người thân thiết mà trung phòng với lại Lê Anh Tú hành giả Minh Tuệ mới biết được điều này. Nên mình chưa biết thì mình chưa dám nói và chưa phán xét được. Đó là đoạn mà ông Huệ Thuận nói về sư Minh Tuệ đó. Tấn công hai điều. Điều thứ nhất là bị sét đánh. Ba hồn bảy vía thì mất mấy vía ở nơi bị sét đánh. Rồi thứ hai là thất tình mới đi tu mà không biết chắc. Tôi đồ thôi, tôi nghi thôi. Ông Huệ Thuận này là nghe cái clip bẩn bừa cái tên nhận mình cùng đi học với sư Minh Tuệ, đó là giả nhận ma giáo lưu manh. Một vị sư như ông Huệ Thuận nên kiểm tra đàng hoàng. Không biết chắc thì đừng có mà lên clip mà thuyết giảng như thế nhé. Mà giảng ở trong chùa Dược Sư nữa. Bệnh hoạn tới mức độ như vậy. Đó là căn nguyên mà ông nói rằng ông lột trần sư Minh Tuệ. Xong rồi ông nói về sư Minh Đạo đó. Thì cũng giống như clip trước kia, ông nói là sư Minh Đạo rời khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam là một sự sai lầm vô cùng. Vì Tăng là gồm luôn cả Phật và Pháp rồi. Gớm chưa? Vậy thì lời của Đức Giáo Chủ Thích Trí Quảng vừa rồi cho thấy là
Đức Phật lúc nào cũng mong muốn người ta chỉ điểm cho mình, cho thấy những cái sai để mà cải tiến, để mà khắc phục. Vậy thì uy lực của tăng thì có những ma tăng, như lời của Đức Giáo Chủ nói, khi mà không có biết sửa đổi thì có những ma tăng. Uy lực của tăng đoàn là uy lực của chính tăng, của những thánh tăng, của những bậc A-la-hán. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nghe lời của Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng giảng thì tôi tin rằng rất nhiều vị là những người tu thiệt. Nhưng có những ma tăng như Thích Trân Quang, thì tại sao lại cứ bắt ép người ta phải ở nơi mà người ta cảm thấy rằng tôi không có muốn va chạm với các ma tăng này. Tôi không muốn va chạm với các ma tăng này. Lời của Sư Huệ Thuận rất là bẩn bựa, cho rằng ở bên Mỹ có bằng cấp, có bằng cấp thì làm việc cao, còn không có bằng cấp thì không có lương. Ông rất là ngưỡng mộ có những người có bằng cấp. Tôi cũng xin nói cho ông Huệ Thuận biết, tôi ở bên Mỹ từ còn nhỏ kìa. Hồi mà ông chưa có sinh ra đó, tôi lớn lên từ đó và tôi có bằng tiến sĩ luật, tôi hành nghề luật đó mấy chục năm trời. Nhưng cỡ như tôi so với kiểu ông Bill Gates bỏ học ngang xương trở thành như mình sao, là đại tỷ phú đó thì sao? Nên ông không có hiểu, bằng cấp chỉ là giúp cho người ta mở cuốn sách ra. Còn nội lực của người ta, cái khả năng thực sự của người ta là một chuyện khác. Khi ông đi học, ông hãy nhớ người ta nói, đi học là biết cách mở sách ra. Sách vở và những cái nguồn kiến thức nó nằm ở trong sách vở và khắp nơi. Nên học thức là do căn cơ của mỗi người, căn cơ của mỗi người. Bằng cấp chỉ là phụ thôi. Nhưng có những người trở thành vĩ nhân như ông Abraham Lincoln, ông không có bằng tiểu học gì hết, nhưng ông tự học và ông trở thành luật sư và là một vĩ nhân của nước Mỹ. Còn cỡ như ông Bill Gates đi học mới cấp 2, cấp 3, ông đi ra, nhưng mà căn cơ của ông là một người rất giỏi, ông trở thành một đại tỷ phú đó. Rất nhiều tỷ phú của nước Mỹ chưa có bằng cấp trung học kia. Nên ông giảng, ông mơ ước cái bằng cấp. Rồi ông mới nói rằng bằng cấp nó giống như là giáo hội Phật giáo Việt Nam, phải nương tựa nơi đó mới có tiến thần. Tào lao dễ sợ luôn. Lúc thì ví vị tăng như cây mía, lúc thì ví này nọ giáo hội Phật giáo giống như là cái bằng cấp là cái gì. Ông này thật là sàm sỡ, nhưng lại có cái giọng ru ngủ, nhất là ru ngủ những người phụ nữ. Như chính ông tự khoe, những người mà ủng hộ kênh ông như là Trần Ly, cái cô giáo Trần Ly là rất là cực đoan đó. Rồi những người như Lý Thái Xuân, ông khoe ra như vậy, đó là những người chống Thiên Chúa giáo. Mà cứ thấy ông Hoàng Dư Hùng mà bên ai thì quay qua chống người đó, là thế. Thì ông Thích Huệ Thuận này lại đó, chức trích dẫn tôi được những người này ủng hộ này. Tởm thì thôi, cái kiến thức của ông như thế thì cái trình độ của những người kia cũng chỉ y như vậy mà thôi. Cũng chỉ y như vậy mà thôi. Đây là lời nói của ông, tôi xin trích dẫn. Rồi, bây giờ về Thuận quay lại thì cái vấn đề tâm linh đó, thì về sư hành giả Minh Đạo. Hành giả Minh Đạo thì thật sự thì sao cái đây là một cái mà sai lầm nhất, và chính bạn bè về Thuận cũng vậy, cũng nói là rất là thương và cái sự sai lầm của hành giả Minh Đạo. Vì rất là nhiều người và đã phản biện lên vấn đề hành giả Minh Tuệ. Nhưng mà hành giả Minh Tuệ đây là một bước chân mà nói với Thuận là sai lầm nhất cuộc đời của hành giả Minh Đạo. Vì quý vị ít biết với luật về Phật giáo và tôn giáo. Thực ra là trong tăng bảo đó đã bao gồm Phật bảo và Pháp bảo rồi, là phải nương vào tăng đoàn. Nó y như là một người mà đi làm việc có bằng cấp, gọi là được chính thống,
là lương, nếu mà một người tại bên Mỹ này nè, mà một người mà làm việc á, mà có bằng cấp mà càng cao thì cái lương á, họ thu về lại càng cao. Mà họ không biết tiếng Anh và họ không có bằng cấp thì ở bên Mỹ xin thưa không có bằng cấp, chỉ làm chui thôi. Chui thì tiền rất là thấp. Có thể một ngày cái người mà có bằng cấp càng cao, biết tiếng Anh và tiếng Hoa rồi thì có thể họ làm lương một tháng của họ cho tới 5.000 đến 7.000 đô là bình thường. Còn anh không có bằng cấp thì anh không được nhập được cái công ty đó, nó nhận chắc chắn một điều nó không nhận. Và anh làm chui thì làm chui là làm sao, là những cái công ty mà họ né luật thì họ sẽ nhận anh vào lương làm một ngày thì bên kia làm một ngày 500 đô, thì anh có thể làm một ngày khoảng 120 đô đó. Vì cần nghe những người Mỹ nói lại như vậy. Vậy thẩm Đức Thăng đã thấy các Phật tử của mình đều như vậy. Thì bản thân đã ở Việt Nam chỉ có giáo một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất là Tăng Bảo, thì chúng ta phải nương vào Tăng Bảo. Và một cái điều sai lầm cuộc đời của hành giả Minh Đạo đó là rời xa Tam Bảo, rời xa Tăng Bảo để chọn một cái lối đi riêng cho mình. Mà một cái lối đi riêng này là một cái lối đi riêng của hiện tượng. Một hiện tượng thì nó qua cái giai đoạn nào rồi không? Hành giả Minh Tuệ ẩn tu rồi một thời gian rồi nó cũng qua. Đó là lời nói của ông, xin mở ngoặc đóng ngoặc là Ma Tăng. Vì theo lời của Đức Pháp Chủ Thích Chí Quảng nói, trong lòng như thế nó còn tham sân si nhiều lắm, cho nên được gọi là Ma Tăng Huệ Thuận. Thế Ma Tăng Huệ Thuận này khi nói về vía hồn đủ thứ ấy, thì rất là mê tín. Nhưng mà nói rằng là chứ tại vì những người kia đó mà chỉ trích đó là những người sân si, thấy người khác hơn thì sân si. Rồi ám chỉ là ông Thích Trân Quang á, ông đi xe tốt, rồi ông mang đồng hồ Rolex gì đó, thì những người kia thấy ông Thích Trân Quang thành công quá, có xe rồi vậy đó, cho nên là cỡ như ông Minh Đạo là phải chỉ trích ông Thích Trân Quang. Đây là lời nói của ông không có nói rõ tên, nhưng tôi hiểu là ông khen ngợi những vị sư có nhiều vật chất như ông sư Thích Trân Quang, đi xe sẽ tốt, mình không có sẽ tốt bằng thì ghen tị. Đây là lời nói của Thích Huệ Thuận. Bơ bẩn để lên để công kích và nói xấu về Đạo Phật, và đặc biệt về nói xấu về các chư tăng, à, nói xấu về những người mà họ nói trung thực về Đạo Phật. Ở đây tôi cũng xin mở ngoặc đóng ngoặc để nhắc khéo Thích Huệ Thuận nha. Những người như tôi khi lên tiếng chỉ trích những ma tăng đi ngược với Phật Pháp, thí dụ như Thích Trân Quang dám cải sửa ngũ giới, giới thứ ba chớ làm sự dâm dục, thì là hãy tin vào, hãy trung thành. Trung thành đây là trung thành với Ma Tăng Thích Trân Quang nha. Tôi cực lực lên án, và tôi cho rằng chúng tôi đang làm sạch giáo lý Phật giáo qua những sự phát ngôn sầm bậy như là Ma Tăng Thích Trân Quang, như là ông á. Ông đừng có đánh đồng, ông đánh đồng và đánh cháo khái niệm khi mà người ta lên tiếng phê bình để mà cải tiến. Như lời của Đức Pháp Chủ nói, khi Đức Phật còn sinh tiền mong muốn có những người tới để mà góp ý xây dựng chỉ trích, thì bây giờ có những người nói với mình thì mình phải thấy đây là cơ hội để sửa đổi. Chứ ai công kích vào Đạo Phật hồi nào? Hỡi Ma Tăng Thích Huệ Thuận, chả có ai mà công kích vào Đạo Phật hết. Muốn cho Đạo Phật hoằng dương Phật Pháp nhé, chứ không phải là hoằng dương Ma Tăng. Hai cái nó khác nhau. Những người như ông ấy như vậy á, là đánh đồng và đánh cháo khái niệm không có được nha. Rõ ràng lời của ông nói là những người đánh vào Đạo Phật. Ai đánh vào Đạo Phật? Đánh vào chỗ nào? Nói thử coi. Đánh vào chỗ nào? Nói đi. Khi mà nói về một vị tăng không có nghĩa là đánh vào Đạo Phật. Hiểu chưa? Ma Tăng Thích Huệ Thuận. Tôi nói ông Ma Tăng không có nghĩa là tôi đánh vào Phật Pháp. Và tôi cũng không có đánh vào Đạo Phật. Tôi đánh vào những quỷ vương, ma vương giống như là Thích Trân Quang, như là Huệ Thuận đó. Được không? Được.
tôi cho là được á. Ông phản biện với tôi đi. Tôi thấy thầy này đi chiếc xe hơi tốt, họ không có đi. Bắt đầu họ nói người ta ngưng cúng dường chùa. Chính điều đó tạo ra vô vàn tội lỗi. Đó là lời nói của Thích Huệ Thuận, rõ ràng là ca ngợi Thích Trân Quang chứ gì nữa. Vì trong những ngày qua ai cũng xôn xao về Thích Trân Quang đi xe sang, đeo đồng hồ Rolex, ăn nằm với phụ nữ, đủ thứ hết. Thì Thích Huệ Thuận này không dám lên tiếng mà còn ca ngợi đi xe sang. Nghĩa là cái gì? Sư Minh Đạo đã hoàn tục để tu theo ý của mình, không có nghĩa là tách rời khỏi tăng đoàn. Vì tăng đoàn á, là từ xưa tới nay, từ thời của Đức Phật, còn giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có năm 1981. Trước nữa là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964. Ở bên hải ngoại đó, ông qua Atlanta thì ông đang dưới sự giám sát cái gì đó của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có hay không? Không. Ông tách rời ra kìa. Sao vậy? Sao ông tách rời ra vậy? Vì ở bên hải ngoại, ở bên Mỹ là có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cơ mà. Ông tách rời ra đó. Nếu ông cảm thấy không hợp thì ông tách rời ra. Ông Sư Minh Tuệ, ông không thấy hợp, ông muốn đi tu hạnh đầu đà theo lời của Đức Phật dạy. Phật Pháp Tăng, nhưng mà có ma tăng thì bỏ tăng đó. Như lời của Đức Pháp Chủ Thích Trí Quảng nói, trong lòng có những người này người nọ, có ma tăng, có hay không? Có. Phải làm sạch các ma tăng đó. Những người tu mà thấy rằng mình được bị chỉ trích, mình sám hối thì tốt. Còn không có thì đó là những người tham sân si, thì là ma tăng. Và cần làm sạch ma tăng để cho giáo hội được phát triển. Có những người như Sư Minh Đạo á, cảm thấy rằng mình không thích hợp với ma tăng, không thích đấu đá với ma tăng, thì ngài tự tu một thời gian được không? Được chứ. Tự tu rồi sau đó xin gia nhập lại giáo hội được không? Cũng được nữa cơ. Nhưng đó là tùy duyên. Nên Thích Huệ Thuận này rất là xàm. So sánh lời nói của Đức Pháp Chủ, quý khán giả thấy là đúng là một vị chân tu. Còn cái lời nói của Huệ Thuận này á, rất là hỗn láo nhé, rất là hỗn láo, không có căn cơ Phật học và cũng không hiểu biết về khoa học luôn. Ăn nói rất là sàm lơ, tầm bậy thôi. Về vấn đề mà ba hồn bảy vía thì nói một cách gọi là mê tín dị đoan. Làm gì có một vụ xét đánh người ta xong rồi là người ta để lại một hai vía nơi đó, tầm bậy. Khoa học nào mà có thể chứng minh? Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng. Rất nhiều ngàn người bị sét đánh trong một năm, nhưng 90% là sống sót. Người đàn ông thì bị sét đánh nhiều hơn người phụ nữ 7 lần. Có những người bị sét đánh 7 lần, 11 lần vẫn sống. Và rất nhiều người nổi tiếng bị sét đánh lại nổi tiếng và thành công. Không có hoang tưởng giống như ông Huệ Thuận, ăn nói tầm bậy tầm bạ. Đó là về sét đánh. Còn chuyện mà Sư Thích Minh Tuệ, nếu có cái thời kỳ mà niên thiếu hay là thanh niên á, mà bị thất tình ấy, nếu có thì cũng chỉ là một cơ duyên cho Sư Minh Tuệ tu hạnh đầu đà thì tốt thôi, đâu có thể lấy cái đó là cái cớ để tấn công nhục mà hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà là của Đức Phật để lại, đó là pháp do chính Đức Phật để lại. Nếu quy tam bảo Phật Pháp thì Pháp đây là chính yếu chứ không phải là tăng cái đã. Tăng chỉ là thứ ba thôi. Ông nói là tăng là bao gồm luôn cả Pháp và Phật à? Bậy dễ sợ luôn. Ma tăng thì sao? Ma tăng như ông á, không hiểu biết gì hết, ăn nói rất là xàm lơ. Ông tấn công vào đời tư người ta mà ông không có bằng chứng gì hết. Ông nghe một cái tên nào đó bìa chuyện ra, ông cũng có thể tin được là vì thất tình mới đi tu. Rất là sàm lơ như thế. Ông tấn công vào Sư Minh Tuệ rồi ông nói rằng là Sư Minh Đạo rời khỏi giáo hội, tức là rời khỏi tăng. Ai quy định là rời khỏi tăng? Ai quy định? Chỉ có ông thôi. Vì tăng là trên toàn thế giới.
Toàn thế giới thì có rất nhiều tăng đoàn, tăng đoàn Ấn Độ, tăng đoàn Sri Lanka, tăng đoàn Trung Quốc, tăng đoàn Hàn Quốc, tăng đoàn Campuchia, tăng đoàn Lào, tăng đoàn Nhật. Và hãy nhớ nhé, trong những ngày qua đó, Sư Minh Tuệ được những tăng đoàn đó hoan nghênh và ngưỡng mộ kìa, hỡi Huệ Thuận. Vậy thì những tăng đoàn đó là như thế nào? Ông ăn nói bừa bãi, không hiểu gì hết, không hiểu gì về hạnh Đầu Đà. Tu hạnh Đầu Đà là cực khó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngưỡng mộ hạnh Đầu Đà mà Đức Ca Diếp là đại đệ tử của Ngài đã tu thành. Nên tu hạnh Đầu Đà là tu cực khó. Tu cực khó mà người ta buông bỏ tất cả, người ta tu mà ông vẫn tiếp tục tấn công để kiếm chuyện là vì sao? Ông muốn có xe, như lời ông khen ngợi. Ông muốn có Rolex, ông muốn cái này cái nọ, ông muốn vật chất. Ông đi ngược lại với lời dạy của Đức Pháp Chủ kìa. Ông đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật kìa. Ông không phải là một vị tăng chính thống mà ông là một ma tăng Huệ Thuận. Đó là nhận định của tôi đó. Tôi Hoàng Duy Hùng hiện đang ở Việt Nam. Safira Khang Điền 454 Võ Chí Công, căn B1 1803, thành phố Thủ Đức, thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tôi cũng cho rất rõ ràng chứ không phải nói sau lưng ông. Tôi nói thẳng tên ông là Huệ Thuận Ma Tăng. Cái thứ học hành không đến nơi, đến chốn, kiến thức không có mà đi giảng thuyết còn cho rằng ôi biết đâu được đây là cơ duyên của tôi để tôi đi giảng thuyết trên mạng. Đúng, ông đã lập kênh rồi mà. Ông đã lập kênh đó rồi, ông giảng thuyết rồi, ông bật nút quảng cáo lấy tiền rồi gì hết mà. Vì đây là một trong những mục tiêu chính của cuộc đời của ông mà. Đi kiếm tiền để trở thành có xe, có nhà, có Rolex y như Thích Trân Quang mà thôi. Đó là góc nhìn của tôi đó. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.